Em về đó em cũng không có thương chồng em nên em không có nghĩ gì hết. Tối mạnh đứa nào để ngủ. Thì cái mẹ mẹ em á vô rình tụi em ngủ. Và mẹ cũng thấy mạnh đứa nào góc, đứa góc ngủ. Thì cái bao lâu mình mới sống đúng nghĩa vợ chồng chị? À, cũng lâu lâu chị cũng không để ý là thời gian nào nữa để thương thì cũng không biết luôn nữa. Cô rình hay nói hả? Cô nói là cũng như thằng chồng của nó nói với người anh chú bác đó. Nó nói anh hai chắc mất cả chì lẫn chài của anh hai. Rồi cái anh hai nó mới nói lại với tôi là thím của nó. Cái này thím với chú coi chừng sao nghe chứ ông Thượng nó không có thương Hoàng đó. Thằng Hoàng nó than nó nói dữ lắm. Rồi từ đó thì cô mới thấy vậy nữa thôi, để con sao đêm nào nó ngủ nó cũng lặng khinh không có nghe nói chuyện. Ê cô cũng để ý thử coi, vô thấy nó nép đi trong giường. Không có đứa nào đụng đứa nào hết trơn á. Cô cũng rất buồn trong bụng. Ủa sao nó dâu nó không thương con mình hay sao mà kỳ vậy đây? Mà cô định luôn ba đêm, đêm nào cũng như đêm nấy. Cái ngày đầu tiên cô còn nhớ cách đây 21 năm đó, cô gặp cô con dâu này nè, cô thấy dễ thương không? Có ấn tượng cái gì không? Dạ, hồi trước khi thì nói với chồng nó cũng không có quen. Rồi cái tôi thấy con lớn này cũng hỏi con ơi con có quen ở đâu không? Mẹ cứ vợ cho à. Cái nói không có mẹ, mày không thẳng từ từ đi. Rồi nói vậy cái rì ở xóm người ta thấy con nó lớn rồi, người ta nói thôi để con làm mai cho cô con nhỏ bên kia cả. Rồi bữa đó đi qua đi nói na kia, nó đi đám cưới nó chưa có về, cũng đợi tới trưa. Cái anh xui chị xui nói thôi giờ cũng trưa quá mà nó chưa có về, thôi giờ anh với chị với bác về đi rồi con tôi nó về để tôi nói lại với nó. Thì tôi cũng về. Về rồi cái ở bển nó không chịu. Rồi anh xui anh nói con mà con không chịu chỗ đó là ba đi ba bỏ xứ. Nói vậy đó cũng tội nghiệp. Nó cũng trả lời đâu với anh xui á. Rồi anh xui mới nói thôi giờ bên này bước qua đi, để bên này tôi cũng bước qua thằng này cho ngày đám hỏi rồi đó. Dạ. Cái qua nói thì cũng chịu rồi. Ít tháng sau, chừng tháng sau à, cái tôi mới đi tiệm cái nhỏ đó nó nói tôi cô ơi cô có nghe dâu cô làm sao không? Nói không có nghe gì hết á. Hỏi dâu làm sao nói nó tính qua nó hồi con cô. Cô mới nói hồi sao hồi đâu không có nghe gì trơn á. Con cũng nghe nó nói qua nó hồi đó mà không biết làm sao. Thế về tôi nói với bà nó, tôi nói ông ơi ông ở bển Phượng tính nó qua nó hồi con mình mà ông tính làm sao. Ông nói thôi đừng có mẹ mày đừng có rầu gì trơn á. Mình làm xui á thì mình hứa với người lớn, người lớn hơn là người lớn nói chuyện với mình. Hiện giờ có gì anh xui chị xui trực tiếp nói với mình chứ còn ai nói gì mình đừng có nghe. Nó rồi tôi cũng không có băn khoăn gì hết. Rồi không thẳng vậy thôi từ từ lúc đó luôn. Là cô không biết mặt con dâu hả? Dạ chưa nữa. Chưa biết mặt luôn. Dạ. Vậy mà hai bên xui đồng ý rồi. Dạ. Trời đất ơi. Lúc em biết mặt chồng em chưa, chồng tương lai chưa? Dạ. Như em cũng không biết nhau rồi cái bữa qua coi mắt á thì em cũng có coi nhưng mà em không chịu nên em không có ấn tượng gì hết trơn á. Không ấn tượng lúc dạ, đó nhìn thấy bà và chồng sao? Thì thấy mẹ thì cũng hiền nhưng mà không chịu chồng. Dạ. Rồi cuối cùng nghe lời cha mẹ đành phải cưới hả? Dạ thì cha mẹ nói giờ cha đã hứa rồi vậy á. Thì giờ phải chịu thì em cũng nghe lời cha mẹ. Nghe lời cha mẹ luôn. Ngày xưa ông bà đặt đâu con ngồi đó, áo mặc sao qua khỏi đầu, bây giờ nó mặc qua thuốc lúc đầu luôn. Chồng áo mưa đó. Hôm nay về là 20 mấy năm chứ mẹ con không có rầy rà gì hết trơn á. Dạ, mẹ con ngày nào cũng như ngày nấy vui vẻ mà ngăn thôi. Nhưng mà không quen biết không gì hết á, về cưới về rồi bao lâu em với chồng em mới yêu nhau? Em về đó em cũng không có thương chồng em nên em không có nghĩ gì hết. Tối mạnh đứa nào để ngủ. Thì cái mẹ mẹ em á vô rình tụi em ngủ. Mà mẹ cũng thấy mạnh đứa nào góc, đứa góc ngủ. Rồi cái bao lâu mình mới sống đúng nghĩa vợ chồng chị? Cũng lâu lâu chị cũng không để ý là thời gian nào nữa để thương thì cũng không biết luôn nữa. Cô rình hay nói hả? Cô nói là cũng như thằng chồng của nó nói với người anh chú bác đó. Nó nói anh hai chắc mất cả chì lẫn chài của anh hai. Rồi cái anh hai nó mới nói lại với tôi là thím của nó. Cái này thím với chú coi chừng sao nghe chứ ông Thượng nó không có thương Hoàng đó. Thằng Hoàng nó than nó nói dữ lắm. Rồi từ đó thì cô mới thấy vậy nữa thôi, để con sao đêm nào nó ngủ nó cũng lặng khinh không có nghe nói chuyện. Ê cô cũng để ý thử coi, vô thấy nó nép đi trong giường. Không có đứa nào đụng đứa nào hết trơn á. Cô cũng rất buồn trong bụng. Ủa sao nó dâu nó không thương con mình hay sao mà kỳ vậy đây? Mà cô định luôn ba đêm, đêm nào cũng như đêm nấy. Cái cô mới nói Phượng ơi, mẹ nói con mẹ thương con, mẹ cưới con về đây rồi thì về làm dâu cho mẹ thì phải cho mẹ đứa cháu mới được chứ. Cái nó trả lời, nó nói mẹ ơi cái gì cũng thẳng từ từ.
nói vậy đó. Rồi cái mấy cô nó mới nói mày á, mày không cho anh á đụng địa gì mày hết trơn, nó có vợ nhỏ nó bỏ mày cho mày coi. Cái bắt đầu vậy đó, rồi sau rồi từ cái thì hai đứa thương nhau mới đẻ được đứa cháu, giờ nó đi học đại học đó. Dạ. Nó mới xin đăng ký lên đây nè. Rình ba đêm không thấy gì trơn. Không thấy gì hết trơn. Thầy cô, rồi khi mà con dâu về làm dâu đó, nó có làm dâu tốt không? Thì hồi nó mới về làm dâu thì thấy nó cũng nấu cơm đồ mình ăn cũng được. Nó hỏi mẹ ơi giờ nấu làm sao, mẹ nấu mẹ kho ha, nấu canh đồ. Nói thôi con giờ mẹ cũng dễ lắm, mẹ với ba dễ lắm, con nấu gì ăn nấy à. Cái có bữa đó cô đi đóng mía, cái nó thôi Phượng ơi con đi chợ con mua đồ ăn về ăn làm cơm ăn đóng mía. Thì mẹ ở nhà mẹ đóng mía con đi chợ đi, cái đi nhức răng quá cái về ghé bên đi chưa có tới chợ nó về ghé chị xui. Cái ở bên đây sao đợi tới trưa không về. Cái cô nói sao mà đường Phượng đi gì lâu quá mà hồi đó đâu có điện thoại gì đâu. Dạ. Cái nói thôi để trưa nó về nghỉ đúng mía để chạy qua bển, cái nó chưa về để chạy qua bển thứ cái nó sao. Sau trưa về ăn cơm rồi cái thấy lót lót về hỏi ủa sao con đi chợ gì lâu dữ Phượng. Cái nói con nhức răng á, con không có đi chợ nổi mẹ con về bển. Giờ con hết nhức rồi con về. Nói thôi vậy giờ con hết nhức thì con về con nghỉ đi. Giờ chiều ăn cơm có đồ ăn ăn cơm rồi giờ mẹ đi đúng mía nữa. Tiếp tục sau rồi không thẳng từ từ con nó ở nhà nó nấu cơm. Nấu cơm mới chắc nước nồi cơm xong nó vuột cái đó ăn cơm hết sao. Cái nó rung cái nói thôi con đừng rung gì trên cái lỡ nó lỡ đổ rồi nấu khác chứ có gì đâu sợ. Mẹ không có rầy đâu. Thì nói vậy thôi rồi không thẳng từ từ rồi con nó tiếp tục nó mặn. Dạ. Mẹ chồng mình chắc dễ thương lắm ha, hiền lắm em hả? Dạ hiền, mẹ thương con dâu dữ lắm anh. Ừ. Dạ. Mặt rất là phúc hậu luôn á. Dạ. Một cái thời gian ở chung với mẹ chồng thấy hai người hợp nhau điều gì? À, em với mẹ thì cũng hợp nhau, giống như ăn uống à, em nấu gì mẹ cũng khen chứ mẹ không có chê em gì hết. Ừ. Mẹ kêu kho thì kho, nấu canh thì nấu canh vậy thôi, rồi mẹ cũng không có khen rồi mặn lạc gì hết. Mẹ nói nấu cứ nấu là ăn thôi. Dạ. Rồi về ăn mặc dạy dỗ con cái trong nhà thì hai mẹ con mình có hợp không chị? À, hợp nhau chị. Dạ. Em dạy con á thì mẹ cũng như không có nói em gì hết. Dạ. Rồi hai mẹ con mình không hợp nhau điểm gì chị? Con lợn như em để như tiền á. À, em thì hay hờ hợt, để tiền thì đụng đâu thì em để đó chứ em không có mà gọn gàng thì mẹ cũng hay rầy. Dạ. Mẹ nói tiền thì con phải cất cẩn thận để lọt thì không có tiền, mất tiền. Mà cực khổ. Nó ở riêng rồi cô vô á, cô giữ nhà giùm nó đó. Thì sáng ngày cô vô cô thấy tiền sao rớt dài trong mụn rất dài ra vậy nè cũng năm 30 triệu vậy đó. Dạ. Năm 3 triệu. Vậy cô mới nói năm 30 triệu nó bậy. Cái cô mới nói con ơi tiền bạc con cất cẩn thận chứ con mà cực khổ mà con để tiền bạc rớt vậy thì mẹ không có vô rồi người ta gặp người ta lộ mắt sao rồi tiền đâu mà con xây xài để tiền đâu cho con đi học. Dạ. Vậy thôi chứ không có gì mà để như vậy. Cô dâu cũng hiền, thấy cô dâu rất là xinh luôn á, nhà mấy chị em gái? Dạ tới 5 chị em gái. Ừ. Em thứ mấy? Em thứ 3. Ồ dạ. Rồi nhà cô là 3 thằng trai. Là thằng trai này trai dâu thứ mấy? Dạ dâu thứ 3. Thứ 3. Dạ. Cái hồi đó về thì không chịu con tôi. Tới chuyện sau rồi cái thương con tôi rồi để đẻ được đứa con rồi cái tôi cưới vợ thằng thứ 6 kia ở bển chị xui cũng có con nhỏ ra thứ 6. Thấy nhỏ điền phố về thấy thương quá. À. Nhỏ là giờ dâu út ở nhà. Dạ. Nó rồi cái hai chị em giờ về làm dâu chung nhà. Ủa là em. Em ruột của em. Em ruột của em. Dạ. Là hai chị em gái. Dạ. Lấy hai đứa con trai của mẹ. Dạ. Nhỏ này thứ 3 ở bển, hiện trai thứ 3 tôi cưới. À. Rồi con trai thứ 6 tôi á là cưới em thứ 6 nó. Cùng thứ luôn á. Trời ơi quá thiện luôn á. Đặc biệt luôn nha. Dạ. Nhưng vậy mà quan trọng á cô. Dạ. Cái đứa con dâu đầu tiên là cô còn rình 3 ngày. Dạ. Còn dâu thứ hai có rình không? Rình nó đâu mà rình. Bữa đám cưới nó thì sáng ngày rước dâu khuya nó mổ ruột thừa rồi. Còn ở đâu ở nhà đâu rình. Ủa sao kỳ vậy cô? Không biết nữa. Mà mướn đồ cưới đồ về sẵn sàng hết trơn khi ra đau bụng. Cái chở lên mở cài cái mổ đau ruột thừa rồi. Rồi rước họ chứ đâu. Rước họ chứ đâu. Dâu đâu mà rình. Dâu luôn. Sau đó thì em gái em có mấy đứa rồi? À, dạ hai đứa trai đứa gái anh. Giỏi hơn dạ. Chị nữa ha. Nhờ đứa 10 và 11 tuổi với đứa 5 tuổi rồi. Cưng lắm. Dạ. Dễ thương ha. Có bao giờ em cảm động trước tình cảm của mẹ chồng dành cho mình không? Dạ có anh. Em về làm dâu mà hồi trước em không có thương mà sau này thương thì thấy mẹ đối xử với em như là mẹ ruột em vậy chứ em họ rất là thương mẹ. Mẹ chăm sóc từng ly từng tí luôn. Dạ. Hả.
Mẹ lo như công việc gì mà em đi đâu mượn mẹ ở nhà giữ con em rồi dùm chừng nhà cho em. Chắc là lúc sanh là mẹ chăm sóc cũng dữ lắm hả chị? Dạ, sanh là ở nhà mẹ chồng sanh luôn. Con dâu nó nuôi con giống mình không cô? Dạ, thấy cũng giống. Cái em khóc thì nó cho bú rồi thì nói thôi em nó cũng khó quá thôi con đưa cho mẹ dỗ cho con nghỉ đi, con sanh mới mà. Để con ẵm nó rồi sau này thì bệnh hoạn đau lưng rồi đó thì cũng giúp cho nó vậy lắm. Nói chung hai mẹ con này 21 năm mà phải nói rất là bình an luôn á. Dạ. Anh nghĩ rằng đây cũng là một cái hình ảnh rất là đẹp. Dạ. 21 năm tất cả gần như là không có gì xảy ra mâu thuẫn với một cái sự hy sinh thương yêu mẹ chồng đối với nàng dâu và cái sự tôn trọng trân trọng giữa nàng dâu mẹ chồng và cái sự kết hợp đó nó rất là tuyệt vời. Dạ. Nó tạo nên một cái tình yêu thương hoàn hảo luôn không ạ? Chúc mừng gia đình nha. Dạ, dạ. Chúng ta có bức thư của con trai cô đó. Dạ. Rồi, đây là thơ của chồng em, con trai của cô. Dạ. Chào chương trình. Hôm nay mẹ và vợ lên chương trình, con rất là vui. Từ khi về làm dâu đến nay, mẹ và vợ không có mâu thuẫn gì cả. Những lúc hai vợ chồng cãi nhau, mẹ luôn là người hòa giải giúp hai vợ chồng hiểu nhau nhiều hơn. Vợ ơi, anh cảm ơn em đã nấu cho anh những bữa cơm ngon. Dạ. Luôn bỏ qua cho anh những lúc anh nóng tính vì làm vợ buồn. Cuối cùng anh mong hai mẹ con luôn thân thiết như bây giờ, yêu mẹ và yêu vợ nhiều. Cũng rất đơn giản như gia đình, nhưng ở đó hạnh phúc đông đầy. Dạ. Hôm nay đến với chương trình này, chị có mong muốn ở mẹ điều gì không? Dạ cũng có. Như mong muốn mẹ luôn luôn như hồi trước em về tới giờ, chỉ với mẹ sống khỏe mạnh nữa, thì vui vẻ bên con cháu thì dâu con rồi vậy á. Dạ. Còn cô có muốn điều gì con dâu của mình không? Dạ tôi cũng mong muốn cho dâu tôi từ đây sắp về tới thì hồi nào sao giờ vậy cho dâu nó tiến bộ nhiều hơn, tới đây thì nó cũng có con có rể. Dạ. À. Dạ rồi, cảm ơn cô rất là nhiều. Cảm ơn cô đã lặn lội từ Bến Tre đến đây tham gia chương trình nha. Dạ. Một kỷ niệm của chương trình. Chúc gia đình hạnh phúc, thành công.